mình ra trường hả mẹ? Tự sợ. Dạ, trường rồi. Dạ. Một tặng đây là nhiều đây có mấy nhiêu đây? Là khi mà nghe tin mà nhà trường mà hoãn cái lịch thi á, thực tiễn các em cũng rất là buồn, bởi vì nó đã chuẩn bị cái tinh thần mà nó đã chuẩn bị ngày thi rồi, cho ngày mai thì chuẩn bị thi, thì ngày hôm nay là lại nhận được cái thông báo là nghỉ, thì phụ huynh cũng như là học sinh nó rất là lo lắng về việc mà kết thúc, đặc biệt là đối với lớp 5 là lớp của cấp nữa. Và là bé thì cũng mong muốn là đến trường, nhất là gặp bạn bè, hai là cũng muốn là bản thân thì bé cũng muốn là lên trường, để vì đây là năm cuối cấp, bé cũng mong muốn lên trường để gặp thầy cô, lại bạn bè. Thứ hai là cũng muốn ôn lại kiến thức. Bản thân bé thì ở nhà rất là siêng học, nên là muốn ôn lại kiến thức để mà củng cố qua lớp 6.